Chào mừng các em đã đến với trang web lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong bài học số 11 giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên cho đến thế kỷ 10. Bài tập của chúng ta ngày hôm nay đó chính là trả lời câu hỏi vận dụng số 2 trong trang sách số 56, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Câu hỏi có nội dung như sau. Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em lại giới thiệu về một thành tựu văn hóa đặc sắc ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên cho đến thế kỷ 10. Các em có thể vận dụng kiến thức và liên hệ thực tế để giới thiệu cho mình một thành tựu văn hóa đặc sắc nhé. Cô sẽ đưa ra cho các em một số những gợi ý, đó chính là giới thiệu về một công trình kiến trúc là Tháp Chăm Bình Định. Trong số các công trình đền tháp theo phong cách Champa ở nước ta, có lẽ Tháp Chăm Bình Định là công trình đồ sộ và mang tính nghệ thuật cao nhất. Đây là một kiểu kiến trúc đền tháp Champa thuộc kiểu kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của dân tộc Chàm, hay còn gọi là dân tộc Chăm. Chiêm ngưỡng Tháp Chăm Bình Định, bạn sẽ bất ngờ trước vẻ đẹp lộng lẫy và độc đáo của nó. Có thể nói, đây chính là đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Champa. Tháp Chăm Bình Định có lịch sử xây dựng từ rất lâu đời, nó kéo dài hàng chục thế kỷ, từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 17. Đây là một công trình kiến trúc đồ sộ và tráng lệ, đẹp một cách hoàn mỹ. Khu di tích Tháp Chăm Bình Định ngày nay vẫn còn lưu giữ được rất nhiều công trình kiến trúc độc đáo và hơn 20 cụm di tích đền tháp đồ sộ và đẹp mắt. Những di tích này chủ yếu là các lăng được xây dựng với mục đích thờ cúng các vị thần. Các vị thần được thờ trong các lăng này đa phần là thần Shiva, ngoài ra cũng có không ít các lăng thờ cả vị Phật. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau hoàn thành trả lời câu hỏi trong bài tập vận dụng số 2 rồi. Các em hãy truy cập vào trang web lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em sẽ học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!